Dạ, Đinh Lan xin kính chào quý vị khán giả xem kênh. Hôm nay là chiều thứ Bảy, ngày 19 tháng 8 năm 2023. Thì như các bạn biết được rồi là hồi hôm qua, thì khi có cái thông tin của bên Viện Kiểm sát chuyển hồ sơ sang tòa, đã hoàn tất cáo trạng để chuyển sang tòa, thì khởi tố, truy tố Nguyễn Phương Hằng và bốn đồng phạm. Thì với bốn đồng phạm là Nhi Lê Hà Tân và tiến sĩ luật Đặng Quân, thì trong kết luận điều tra và trong bản cáo trạng đều nói một điều rằng là không có một cái mối quan hệ quen biết, không thù oán gì với 10 người bị hại chúng tôi, trong đó có tôi, Đinh Thị Lan. Nhưng mà những người đó vẫn vô lý tấn công. Cho nên là cái clip ngày hôm nay Đinh Lan làm để cảnh cáo tất cả những kênh YouTube mà Đinh Lan đã tố cáo lên công an thành phố, và hiện tại bây giờ vụ án đang được công an thành phố Hồ Chí Minh giải quyết. Đó là Đỗ Thị Hương, kênh Hương Quảng Châu, Phạm Hoàng Khang, kênh Lang Thang Đường Phố, Thanh Nguyền Vlog, Gất Việt, Kiệt Tuấn Đạt, Huấn Bình Dương, Minh Chí TV, Sơn Sàm TV, Lý Lắc TV, Đinh Hoàng Nhân, Trần Quốc Vũ, Full Game Mobile. Mọi người không có quen biết với tôi, nhưng mà lợi dụng vụ án Nguyễn Phương Hằng để tấn công, vu khống, làm nhục tôi tại nhà, lấy hình ảnh tôi lên trên mạng, là khi không được sự đồng ý của tôi mà các người tung lên mạng để mục đích câu like, câu view, kiếm tiền. Mà khi người chủ nhân đó người ta không đồng ý mà mình vẫn tung lên mạng để mục đích như vậy á, thì cũng là phạm hình sự nha. Đó là lý do Đinh Lan là người tuân thủ pháp luật. Đinh Lan sẽ chờ kết quả giải quyết của công an quận Gò Vấp khi mà điều tra xong 22 kênh YouTube Võ Minh Điền, rồi Nguyễn Việt Anh kênh Chuyện Đời Thường, có dính líu tới coi như Nguyễn Tài Phát kinh tế công chuyện, dính líu tới vụ đánh chị Đinh Thị Chiên thương tật 20% xảy ra ở quận Gò Vấp. Thì bây giờ Viện Kiểm sát cũng gửi cho Đinh Lan một cái phiếu chuyển là cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục điều tra về cái vụ án là hai mươi mấy kênh YouTube đã tấn công, đã gây thiệt hại cho Đinh Lan. Thì tiếp tục điều tra, công an thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục điều tra để báo cáo lại cho Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Chứ bây giờ không có trông chờ vào kết quả của quận Gò Vấp, nhưng tôi vẫn chờ kết quả của quận Gò Vấp. Cho nên là ngày hôm nay kênh Hương Quảng Châu tung lên mạng tấm hình mà từ sáng giờ, lúc mà Đinh Lan đưa ra thông tin á, là Hương Quảng Châu không dám đến nhà Đinh Lan nữa, thì lập tức á, thì chú Tư, chủ quán cà phê nhà đối diện đã chụp hình, và Đinh Lan đã quay lại được cảnh chú Tư chụp hình nhà Đinh Lan để đưa cho kênh Hương Quảng Châu. Đó là bằng chứng khi mà vụ án được truy tố, khởi tố những cái YouTuber mà tấn công nhà Đinh Lan để vu khống, nhục mạ mẹ tôi Nguyễn Thị Khuyên, tôi Đinh Thị Lan và chị tôi Đinh Thị Chiên. Cho nên là mọi người hãy tuân thủ pháp luật. Tất cả những cái thông tin mà Đinh Lan cung cấp là chỉ nói một điều rằng là hành vi của Đỗ Thị Hương, kênh Hương Quảng Châu đang xâm phạm quyền lợi ích hợp pháp của tôi. Trong suốt hơn 2 năm qua, những cái chi phí về những cái mặt bằng, chi phí về điện, tất cả chi phí sản xuất, nó là những chi phí tôi thật. Nhưng mà vì hành động của Hương Quảng Châu uy hiếp, kêu gọi mọi người tới bôi nhọ, làm nhục tôi, vu khống, ảnh hưởng tới danh dự và kinh tế của tôi, tất cả những cái khoản tiền đó tôi chứng minh được thiệt hại, thì kênh Hương Quảng Châu cùng những kênh YouTube nào đó đã tấn công, vu khống, nhục mạ tôi phải bồi thường trước pháp luật. Thì vừa khởi tố cái tội vu khống và làm nhục, vừa khởi tố thêm một cái tội không 331, không có vượt quá 14.500.000. Cho nên số tiền mà tất cả những kênh YouTube như kênh Hương Quảng Châu phải bồi thường lên rất là nhiều, nếu như tình hình thực tế tôi chứng minh được những thiệt hại của tôi do Hương Quảng Châu đưa ra, là tại vì tới nhà người ta tấn công, nhục mạ, vu khống tôi, làm đĩ ăn cắp, rồi lừa đảo người này người kia, đâu có được có cái quyền đó Hương Quảng Châu nha. Tất cả tôi đã chụp lại bằng chứng, Hương Quảng Châu bao nhiêu lần chụp hình gia đình tôi, nhà tôi đưa lên mạng để hòng vu khống, làm nhục tôi, Đinh Thị Lan, ảnh hưởng đến kinh tế gia đình tôi, ảnh hưởng tới danh dự tôi. Thì Đỗ Thị Hương, kênh Hương Quảng Châu là người đứng sau Võ Minh Điền. Dạ, chào mọi người.